Xin mến chào cô chú và các anh chị đã đến với kênh Vườn Thuốc Nam Quý. Và trong video ngày hôm nay thì kênh Vườn Thuốc Nam Quý sẽ chia sẻ đến cô chú và các anh chị về cái cây thuốc này. Nó có tên gọi là cây ốc chó nha. Nó chuyên trị về hở quanh tim, rất là hay. Mà hiện nay có rất là nhiều người săn tìm cái cây thuốc này để chữa trị về cái bệnh hở quanh tim. Và có rất là nhiều người thuộc các huyện, tỉnh, thành phố về đây để tìm cái cây ốc chó này. Đây là cái cây ốc chó có bông nha. Không phải loại cây ốc chó có trái mà chúng ta mua ăn đâu nha cô chú và các anh chị. Đây, bông của nó nè. Rất là đẹp luôn. Lá của nó. Đây, lá bự nè. Nó có lá to hơn nữa. Riền của nó thì hình răng cưa nha cô chú và các anh chị. Bề mặt hơi nhám. Đó. Mình quay rõ để cho cô chú và các anh chị dễ nhận biết cái cây này ha. Đó, mặt bên dưới của lá nè, nó hơi nhám và không có lông ha. Cây này rất là dễ trồng nha. Chúng ta bứng về chỉ rễ của nó còn dính đất là chúng ta trồng là nó sống 99% ha, ít có khi nào mà chết lắm. Cây này rất là dễ trồng. Rồi hôm nay mình sẽ đi bứng cây con cho một người ở xa nhờ mình bứng cho họ nha. Đây cái cây nè, cây nhỏ của nó nè, cây con ở đây. Mình không phải là cái người bán giống cây cô chú và các anh chị. Tôi giới thiệu về cái cây thuốc này, ai cần thì liên hệ qua số điện thoại Zalo của tôi. Tôi sẽ gửi cho cô chú và các anh chị về cái cây thuốc này. Tại vì có rất là nhiều người không có biết chỗ và không có cái loại cây thuốc này thì cần đến cây thuốc này, thì tôi sẽ gửi cho cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị chỉ cần là tốn tiền ship với tiền xăng của tôi thôi. Tiền xăng của tôi với bao bì này nọ có 100.000 thôi. Tôi chạy chở rồi tôi đi đào hoặc là tôi hái thuốc cho cô chú và các anh chị thôi. Chứ nói chung là tôi gửi nhiều quá, chi phí nó hạn hẹp, nên muốn giúp đỡ bà con, gửi cho bà con không thì nói chung là chịu không có nổi về cái chi phí ha. Bà con thông cảm nha. Đây là cái cây chó con nè, chó nhỏ nè. Thì số điện thoại của tôi để trên cái màn hình. Thì cô chú và các anh chị nào cần cái cây thuốc này thì liên hệ qua số điện thoại Zalo của tôi nha. Thì đến đây tôi xin phép được dừng video tại đây. Và hẹn gặp lại cô chú và các anh chị trong những lần video tiếp theo nha. Xin chào.